Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, những năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân được Đảng rất coi trọng, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi bổ sung xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh. Những nhiệm vụ này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh thực hiện có hiệu quả, tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được khẳng định trong Điều 9 Hiến pháp năm 2013. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Bộ Chính trị đã ra quyết định số 217 QĐTU về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Và nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 cũng khẳng định cần phải tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa giám sát của Quốc hội với kiểm tra giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và giám sát của nhân dân. Với những quy định cụ thể rõ ràng đó, trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật hóa ở mức cao nhất, là căn cứ quan trọng để mặt trận tiến hành các hoạt động giám sát, theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá, kiến nghị nhằm tác động đối với cơ quan tổ chức và cán bộ đảng viên, đại biểu dân cử, công chức viên chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Từ khi mà có cái chủ trương giao cho Mặt trận Tổ quốc thực hiện các cái hoạt động giám sát phản biện xã hội, chúng tôi thấy rằng là cái vị trí, vai trò của Mặt trận được nâng lên rất là nhiều, rất là nhiều. Nó thể hiện ở cái việc đó là chúng ta thực hiện tốt các cái quy chế dân chủ. Cái này hết sức quan trọng trong cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời nó có cái tác dụng lớn trong cái việc mà vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không mang tính quyền lực mà mang tính nhân dân. Mặt trận phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân giám sát, tham gia giám sát với cơ chế là theo dõi, phát hiện, kiến nghị. Mục đích giám sát là giúp cho cá nhân tổ chức nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những quy định ở khu dân cư, giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tổ chức đóng trên địa bàn nắm chắc hơn tình hình cán bộ, công chức, đảng viên thuộc diện mình quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, quan hệ với dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Để Mặt trận Tổ quốc các cấp làm đúng và có hiệu quả chức năng giám sát, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ luôn được coi trọng, bởi có hiểu đúng, nắm chắc các nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng thì cán bộ, mặt trận các cấp mới làm tốt và đúng chức năng của mình. Ở Hoa Lư thì có một cái đặc thù riêng là chúng tôi đang thực hiện cái mô hình thí điểm cơ quan tham mưu giúp việc khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Cho nên là tất cả các cái nhiệm vụ giám sát thì chúng tôi giao cho ban tiểu ban kiểm tra giám sát để thực hiện cái nội dung này. Chúng tôi cũng chỉ đạo ngành dọc thực hiện cái chương trình giám sát theo hàng năm thì các cơ sở cũng đã ban hành các kế hoạch và triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ giám sát. Chúng tôi cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở từ các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Các cái hoạt động giám sát thì chúng tôi đều mời tỉnh về giảng các cái nội dung liên quan tới hoạt động giám sát như quyết định 27, 28, đặc biệt là cái giám sát theo quy định 124. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã chủ động trong việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm, bao gồm giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề và khi có vấn đề phát sinh đột xuất. Nội dung chủ đề giám sát được xây dựng sát với tình hình, nhiệm vụ thực tế của địa phương, dựa trên việc nắm bắt những kiến nghị, đề xuất của chính người dân. Để mà thực hiện được cái giám sát đã đạt hiệu quả thì cũng phải có được cái sự vào cuộc của nhân dân phản ánh các cái sự vụ, sự việc ở cơ sở.
hai nữa là cái con người để thực hiện trong đoàn giám sát, thứ nhất là phải am hiểu về các lĩnh vực mà mình muốn giám sát. Ví dụ như giám sát về kênh mương, giám sát về đường thì cũng phải trưng tập những cái bác mà có kinh nghiệm về xây dựng đấy, để làm sao mình giám sát được đấy, để là nó đạt được kết quả cao nhất. Mặt trận Tổ quốc xác định là với chức năng nhiệm vụ chính là giám sát và phản biện xã hội, thì đi sâu vào cái chương trình giám sát làm sao để các nhân dân người ta chủ động tích cực tham gia phối hợp phản ánh những cái biểu hiện tiêu cực từ cán bộ không nói chung và đảng viên nói riêng. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác giám sát, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy dân làm tai mắt, từ đó kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân. Đối với trách nhiệm giám sát phản biện xã hội đối của Mặt trận Tổ quốc với nhân dân thì thực hiện theo cái quyết định 27/28 của Trung ương và cái 124. Mặt trận Tổ quốc thì cũng phải tuyên truyền đến các mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân giám sát tất cả cán bộ đảng viên, kể cả những cán bộ mà đang công tác nơi khác, cư trú tại địa phương, để thực hiện cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và công tác giám sát phản biện xã hội, để tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thường xuyên phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa dân với người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, qua đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thúc đẩy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân là căn cứ quan trọng để Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng chương trình, xác định nội dung cần giám sát, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hoạt động giám sát tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai bài bản, nề nếp. Nhiều kiến nghị sau giám sát của mặt trận có chất lượng tốt, được cấp ủy chính quyền và các cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm tiếp thu. Quan trọng hơn, việc thực hiện tốt công tác giám sát đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo dựng vững chắc niềm tin của dân với Đảng, với chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều năm giữ vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, ông Phạm Kim Thành luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với ông, làm tốt nhiệm vụ giám sát là góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Chính vì vậy, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã luôn bám sát những nhiệm vụ của địa phương, xây dựng các chương trình giám sát phù hợp. 100% các công trình được đầu tư trên địa bàn đều được giám sát chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể và có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Trong quá trình giám sát thì cũng luôn có cái đôn đốc nhắc nhở và phát hiện những cái việc làm mà nó chưa đúng thì nhắc nhở ngay, kịp thời cho nhà thầu khắc phục. Và chúng tôi rất quan tâm đến cái việc đó là yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng cái thiết kế công trình, rồi thì yêu cầu đúng cái quy chuẩn vật liệu, chất lượng vật liệu và cái việc đảm bảo cái vệ sinh môi trường, rồi thì đảm bảo cái giao thông trong quá trình thực hiện các cái dự án. Bên cạnh cái tổ giám sát thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động những người dân xung quanh đó cùng giám sát với chúng tôi. Cho nên là phải nói là cái chất lượng của công trình về cơ bản là đảm bảo. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc xã đã tiến hành 7 cuộc giám sát, trong đó thông qua kiến nghị của người dân đã kịp thời giám sát đột xuất, phát hiện một số sai phạm của các công trình thi công trên địa bàn, kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã và đơn vị thi công, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Chính vì vậy, chất lượng công trình được đảm bảo, những kiến nghị của người dân được giải quyết dứt điểm. Hoạt động giám sát ở đây thì nhìn chung là cái kết quả nó cũng đạt được cái tích cực. Các công trình thì đều được giám sát và sau khi nghiệm thu thì chất lượng thì cũng đảm bảo. Nói chung là bà con là tin tưởng. Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành tích này có sự đóng góp của các cán bộ mặt trận. Ngay từ đầu năm, xác định rõ nhiệm vụ chính trị quan trọng địa phương, Mặt trận Tổ quốc đã xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp, trong đó tập trung chính vào việc đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 100% các thôn, xóm trên địa bàn. Chúng tôi đã tổ chức thành lập đoàn, thì là xuống nhất là giao xuống từng đơn vị thôn xóm để giám sát các khu dân cư trong việc thực hiện triển khai. Thứ nhất là
mua sắm trang thiết bị trong và ngoài nhà văn hóa. Mục đích các cuộc giám sát để làm thứ nhất là tuyên truyền vận động cho người dân để thực hiện cái chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước và những cái quy định của địa phương để nhằm để giảm cái đơn thư khiếu nại cái vượt cấp để làm ổn định cái tình hình chính trị ở địa phương. Thông qua giám sát, những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ, giúp địa phương nhanh chóng khắc phục, thực hiện có hiệu quả hơn trong việc huy động sức dân, đóng góp, xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa theo đúng tiêu chí nông thôn mới, kiểu mẫu. Mặt trận Tổ quốc xã thì có tổ chức giám sát ở các khu dân cư. Ví dụ như khu dân cư chúng tôi thì bên Mặt trận Tổ quốc xã có về giám sát, mang tính chất là những cái gì chưa làm được thì mặt trận cấp trên chỉ bảo và nêu ra một số cái phương pháp, cái cách làm để từ chỗ đó mà chúng tôi tăng thêm được những cái nguồn động viên rồi là nguồn chỉ đạo của bên trên để cùng với các đoàn viên, hội viên và nhân dân để làm. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì, hiệp thương, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, thống nhất kế hoạch, nội dung giám sát, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, đang được nhân dân quan tâm, đồng thời thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả giám sát. Từ năm 2014 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã chủ trì và phối hợp tổ chức trên 4.500 cuộc giám sát. Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng đã giám sát trên 2.700 cuộc. Nhiều nội dung kiến nghị, đề xuất, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được các cơ quan đơn vị, tổ chức đánh giá cao, được tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích cực. Thông qua cái việc giám sát của nhân dân đối với lại Mặt trận Tổ quốc huyện, xã, thì từ đó nó cũng nêu cao được cái vai trò trách nhiệm của người dân đối với lại cái việc là công việc hàng ngày, và cũng từ đó mà giám sát được kể cả các việc làm của cán bộ đối với người dân, đối với cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, để triển khai có đúng cái chúng với lại nghị quyết hay không. Thì thông qua việc giám sát đó thì nhân dân cũng rất phấn khởi. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ là một trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, mà còn khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong đời sống xã hội. Chính vì vậy, đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích cho nhân dân. Khép lại chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ trích giới thiệu với các đồng chí, quý vị và các bạn điều 7 phương pháp giám sát được quy định tại quyết định 217 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Điều 7 phương pháp giám sát. 1. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, báo cáo cấp ủy và chính quyền cung cấp trước khi triển khai, khi cần thiết có thể tổ chức giám sát ngoài kế hoạch. Chương trình kế hoạch giám sát được thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước liên quan để hỗ trợ triển khai, bảo đảm giám sát thiết thực, đúng thực tế, có tác động tốt với đời sống chính trị xã hội và nhân dân. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp thu ý kiến phản ánh của các thành viên, đoàn viên, hội viên, ý kiến của nhân dân, ý kiến của các chuyên gia và tổ chức khảo sát thực tế để có cơ sở kiến nghị với cơ quan Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền cung cấp. 3. Giám sát thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng. 4. Giám sát thông qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức cá nhân gửi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng. 5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia các hoạt động giám sát do các cơ quan dân cử đề nghị.